Tôi được quay một cái nhà mới của một ông Việt Kiều Việt Nam từ Mỹ. Xây nhà xong về ông làm lễ cảm tạ. Thấy nhà rất là đẹp. Ông bác. Đây sân rộng mênh mông. Chiếc xe đậu xe công nông này. Đi từ bên ngoài thử chiêm ngưỡng cái bờ rào không như thế nào. Hồi nãy thì em không biết được nhà bao nhiêu tiền, mình vô thì biết được bao nhiêu tiền, xíu là mình sẽ biết ha. Vũ Minh, chém cung của Tung hả? Lăng chẹp rọc vậy nên lăng có mặt rồi. Mới bình vay đây là phòng phòng hơn. Chào nghe. Đang nghe. Đây chủ nhà đây. Mang anh. Mình xin phép đi một vòng nữa. À, trần nhà lầu cổ luôn. Đây nhà gì đây? Sau là cái gì đây? Xin đủ thứ luôn. Sau giờ nhóm mình sẽ ăn tại đây. Mình ta đãi. Thêm thang luôn. Nhà rất nhiều phòng này. Có thể ăn cho biết phần này. Rinner ăn phần phòng mắt. Có thể cũng ngắt. Mình rất ngon phần này có thể. Nhưng mà nếu có thể nó vẫn cơ hãy mà trông mà cũng như nó vẫn để mừng mà có thể để do thế nông mà có những xe trong ba có những mà cũng có thể tham gia với bảo vệ cũng như là gặp bảo vệ
tầm đêm cân tay là cô xe tầng ba cân trong binh của tôi trong tộc trong binh là tôi của trong năm trong tộc do ngân công đi xuống in vác cái yếm bắt tờ in tờ chênh cái yếm hầm tờ chênh cái lưu bằng ai lui tờ lấy lao đi xe hầm tuôn lưu bằng ai lui nai tam ba tờ bóp in tờ bác đó in tờ chênh chạm một cọ phù hà nữa cơ công mơ mà tôi yêu mân thì cả nề bảo kê mân thì cả thì hôm hôm cả kể cả đàn về mà lần mà có điện rồi ra gọi về nề bảo kê dạ chỗ trên hiểm tới thì đang mình tìm qua theo đấy mà mình có thể mở lời luôn dịch mình nếu có thể lên càng bằng mình thì được rồi โอเคไปกันนะครับโอเคไปกันนะครับก็คือบรรดาตั้งอย่างคุณเคยอย่างเหมือนเป็นหน่วยใดที่เป็นตั้งเนี่ยตรงนี้บอกว่าอย่างใดมีตั้งเป็นที่หนึ่งนะครับ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 นะคร
Mình sẽ được ăn lên mọi món chào đa năm rồi hả giờ mình lên nhớ con mắt à mẹ mình ăn cho em sau khi nhóm xong thì mình mâm là 1.000.000 quay từng món mà biết ăn đã no rồi mà còn rất nhiều món chưa vui được. Thư ký Hội Thánh á sau cái buổi thông công sẽ có trận đá banh giữa đội già với đội trẻ. Hello, các bạn thanh niên. Hello. Ai chưa có thì liên hệ với tôi nha. Qua trung gian mai mối đó. Đây có rồi đây. Đây kia anh này có rồi đó. Chưa. Có rồi. Tổng hợp vừa già vừa trẻ. Để họ ăn tự nhiên nên mình quay họ mất tự nhiên chuyên quá rồi. Hai người kia cũng sướng nha.
Chủ nhà đang tâm sự mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.